Chào Duyên, xin chào các bác và tất cả cô chú anh chị ạ. Chúc cô bác anh chị có một ngày mới vui vẻ. Ngày hôm nay thì các bác ạ, ngày hôm nay thì vợ chồng cháu Duyên cũng tranh thủ để đổ cái nắp bể ấy. Thì xi ma thì chắc là ngày hôm nay không đủ. Đổ cái nắp bể thì sẽ dùng tạ bố bao xi ma trước ạ. Bố năm bao xi ma trước ạ. Đây này, vợ chồng cháu Duyên thì cũng chuẩn bị được chỗ để đóng vữa ở đây rồi. Tí sẽ lái máy bơ đặt xe cái nắp bể để ở bơm nước trong cái bể to để không mất công để múc các bác ạ. Hôm nay thì các cô chú anh chị thì có một chú ở bên này này đang mở cơ tết đấy, thì anh em trong xó thì cũng ăn cơ bên nhà chú rồi. Chồng là cháu Diệp sẽ tự làm các bác ạ. Là hai vợ chồng cả tính cả chỗ vườn ấy thì có vẻ mất tần là một buổi sáng các bác ạ. Nay ở trên vùng cao thì trời nó lại tạnh mưa các bác ạ, nhưng mà sương mù các bác ạ. Đây cả sông quanh cái nơi mà cháu dễ ở này, sương mù này, không nhìn thấy xa các bác ạ. Ngày hôm nay thì vợ chồng cháu thì phải cố gắng để đổ xong cái nắp bể đã, để tết xong san nang thì sẽ tranh thủ này tháo cái trống và cốt pha bên dưới đáy bể ở bên dưới nắp bể ra để có dựa qua cái nước bể nước ta để làm bể nước xài các bác ạ. Học có đây không lồn nà nhóc nhóc này cái gì là mà trời mũi lên mũi lên con này yếu tổ chức nhắc ta xuống sợ tanh sợ mày tỉnh các bác ạ. Vợ chồng cháu Diê thì không chỗ được còn một đống vữa rất là to rồi. Cháu Diê sẽ đi lấy cái máy bơ ra để bơ nước đã. Vữa nóng chỗ một lúc vữa nóng quá cháu Diê cũng cỡ tại cái áo rồi các bác ạ. Sẽ lấy cái máy bơm ra bên này để bơm nước lên đã. Cháu Diê lấy cái bơm lên các bác ạ. Đấy, lấy xô múc thì rất là chậm đấy, không nhanh được máy bơm. Bơi thì chỗ vừa rất là nhanh. Lại kéo cái dây điện ra là sau nhà đấy các bác ạ. Các bác hiện tại thì cháu Diê trong lúc chuẩn bị chồng cháu Diê ấy chuẩn bị lái cái máy bơm nước lên trên này thì cái máy bơm nước thì bơm không được á, không biết là bị hỏng chỗ nào rồi. Thì gia đình cũng dùng hai cái xô ở trên nắp bể để hút nước thôi các bác ạ. Để vợ chồng cháu Diê cũng có nhờ một số anh em ở trong xó ra hộ nữa để đổ cho nó xong buổi sáng ngày hôm nay các bác ạ. Cái nắp bể thì cháu thì không phải cho xi nhiều một chút đấy.
Ơi, đi ấy chạy tua nhưng mà hay. Chết mấy bên ô phải nét ta còn trái là thiếu ý phải luôn là thiếu quá sợ tuần ra mấy phải luôn. Đào cậu bốt tỏ cậy bốt. Yo, ông một đầu cho bé à, thì uống nước khô từ chỗ đây. Ông mắc lỡi và khô chỗ đây. À, lúc chó gã ấy, lúc nào lúc chó trong quá trình bắt mất đảo rồi. Cái chó nó không ngái.
thấy sexy chưa? Sài đấy. Anh đi lấy đi. Lấy cần đâu? Chơi cần đâu ấy? Cho nào để mua được chứ thật mua ra mua để mua được nó phải đi à. Các bác là phải độ bên này trước của phải góc bê cái lỗ để múc nước đấy thì sẽ để lắc độ sau các bác ạ để chó để hai bê thì phải dùng tay cái chóng chóng tay bê lắc xong rồi. Đây rồi. Bốn nào học xin đấy là đủ rồi ở đủ rồi các bác ạ. Đây. Đây. Các bác ạ, hiện tại thì cái nắp bể nước của nhà cháu Diê thì cũng độ được một nửa rồi. Nhưng mà hết sạch xi măng rồi, cháu Diê sợ lái xi măng lái xe máy ra bê quá tàng hóa để chợ tần na sáu bao xi về nữa các bác ạ. Có cái lỗ đi vào nhà cháu Diện nữa thì lát nữa độ xong cái nắp bệ thì sẽ di chuyển sang để cái lỗ đi vào nhà cháu Diện để độ nốt cái chỗ đấy nữa để cho nó xong ngày hôm nay các bác ạ. Buổi sáng ngày hôm nay thì trên còn cao á, có một sương mù này, bây giờ thì có trần nám rồi các bác ạ. Cháu Diện là cái mũ bảo hiểm ra để đi ra quá để chợ xi măng các bác ạ. Các bác hiện tại để cháu Diệp đã đi ra đế quá rồi. Có mắt 30 hay là 40? Lấy đổ nắp bể chắc là lấy cái lại 30 đó chị ạ. Vâng. Một bao nhiêu chị? 38. Hả? 85 một bao. Vâng. Làm kiểu gì thôi đi. Hả? Cái này. Cái là chị phải hộ đấy. Chắc chắn hộ thôi nhưng mà. Vâng. Nhưng mà chờ chờ mấy bao? Hai bao ấy. 231 xe được ra ngoài thì cho là trước rồi. Rồi một bao nữa. Sắp Tết đến nơi rồi. Tết đến nơi rồi. Vâng. Dạ. Được rồi. Có bố bao nữa. Ừ. Tí ra lái sau nhé. Vâng. Các bác ạ, lấy hai bao trước đi về cho anh em làm trước. Có bố bao thì sẽ ra lái sau các bác ạ.
Bác ạ, nắp bệ thì cũng đổ xong rồi các bác ạ. Bây giờ sẽ di chuyển độ cái lỗ đi vào nhà cháu riêng này. Đó, chú thông với chú chờ thì đang ôi xuất bảo cháu lỗ hả chứ? Đang lấy bớt cái phần đất với đá để nước mưa nó chảy ấy. Chạy trên nhà ông phối bật tầng thì nó sẽ dốc xuống dưới các bác ạ. Để nước mưa nó sẽ không chạy vào trong nhà cháu riêng nữa. Đặt sau này, đặt sau thì đam số chị em là bà đam mang sang chỗ dưới các bác ạ. Được các bác ạ. Đây. Không đi ổng này. Đi trên Đức là cả một xã đấy giờ chưa là các bác ạ. Ví dụ xanh tay hết là thì mà ăn hết rồi xanh tay này. Đấy, bây giờ thì chị em sẽ hộ cháu Diên lạp cái lỗ đi vào nhà để cháu Diên đi ra chợ để mua thức ăn các bác ạ. Thì cháu Diên sẽ hẹn các bác anh chị sau ít phút nữa. Các bác bạn hiện tại thì cháu kia cũng giam đế chỗ mà tập anh Long á, ở thì anh nó cũng có gửi cho em quay phim Nacha về để cho cháu kia mua thức ăn về để đấy anh em trong số gia hộ đỡ cái nắp bệ và cái lỗ đi vào nhà các bác ạ. Hiện tại thì cháu kia sẽ đi lên xe chợ để mua thức ăn. Đây đi lên trên chợ thì có người gần các bác ạ, tầm 5 phút đi xe máy là đấy rồi các bác ạ, xin hẹn các bác sau ít phút ạ. Các bác ạ, hiện tại thì cháu Duy cũng đi lên đấy chợ rồi, cháu Duy sẽ đi lên trên này để mua một hai cân thủy lợi ấy. Gia đình thì cũng rất là đông co các bác ạ, cũng đông co thì cũng có anh em gia hộ nữa, cháu Duy sẽ mua tầm 3 cân thủy lợi. Được, các bác ạ, đấy, cháu riêng mua được 3 cân thủy lợi rồi các bác ạ. Đấy, một 300 nghìn một cân các bác nhé. Đấy, 3 cân là 300 nghìn rồi. Cháu riêng cũng mua được 3 cân thủy lợi rồi. Cháu riêng sẽ đi lên xe kia để mua một lượng gà mặt tựa nữa. Các bác ạ, hiện tại thì cháu riêng cũng việc về đến nhà này. Đấy, cháu Diê cũng có mua thịt lợn ở đây. Bố cháu Diê thì đang rửa thịt để thái các bác ạ. Đấy. Đấy, bà thì đấy, bà cũng đang hộ cháu Diê nấu cơ ở đây này. Đấy, trong cái bếp lò của gia đình nhà cháu Diê các bác ạ. Bà ra nấu cơm mềm mẽ. Thì trong lúc cháu Diê đi chợ mua thức ăn về thì các bác ạ cũng xong rồi. Anh thợ cũng lắc lại cái lỗ đi vào nhà cháu Diê xong rồi các bác ạ. Đấy, cháu Diê thì cũng dùng cái trống này. Đấy, trống cái nắp bệ ấy. Không trống cái nắp bệ thì sợ cái vá ép đó nó lại hở các bác ạ. À, bên này có trống, trống cả bên này nữa. Đấy, cái lỗ đi thì anh em thợ cũng lát xong rồi các bác ạ. Đấy, cái lỗ đi ở đây. Thank you.
Các bác ạ, hiện tại thì bữa cơm ngày hôm nay tối nay thì cũng xong rồi các bác ạ. Có mềm mẻ thịt lợn đấy. Có thịt mẻ với thịt lợn các bác ạ, với đậu cháu Dìa mua một cân đậu phụ nữa. Thì ngày hôm nay thì cháu Dìa cũng có đi ra phòng anh Long, cho Long gửi nam cha để cho em Quân đi giúp cho cháu Dìa các bác ạ. Xin mời các bác dùng bữa cùng gia đình cháu Dìa. Anh em thì ủng hộ cháu Diêm lắc cái nắp bệ ấy, và đổ cái lô đi vào trong nhà cháu Diêm nữa. Thì anh em đang dùng bữa. Thì cháu Diêm xin phép tạm dừng video tại đây để cho anh em dùng cơ cho tự nhiên các bác ạ. Hiện tại thời lượng video cũng tương đối dài rồi. Cháu Diêm xin phép tạm dừng video tại đây. Cháu Diêm xin gửi lời cảm ơn đến các bác anh chị mình thành quân rất là nhiều. Các anh chị mình thành quân luôn luôn yêu thương gia đình ở cháu Diêm. Cháu Diêm cũng xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều ạ. Thời lượng video cũng tương đối dài rồi. Cháu Diêm xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào các bác và tất cả cô chú anh chị đã theo dõi nội dung video ngày hôm nay. Cháu Diêm nhờ một số anh em trong số ra để đổ cái nắp bệ các bác ạ. Xin chào các bác ạ. Yeah.